Đây là trận đấu mà chúng ta đều hồi hộp chờ đợi đội hình ra sân của hai đội bóng. Trước đó, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ rằng sẽ có một đội hình mới cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu chung kết ngày hôm nay. Còn đây là những cái tên ra sân bên phía Thái Lan: Thakdao, Hattaya, chuyền hai Soraya, Pimpichaya, đối chuyền mang áo số 16. Và đương nhiên không thể thiếu Aisharapon, chủ công mang áo số 18, cùng với Chatruon, chủ công mang áo số 19, libero mang áo số 2, đội trưởng Pianut. Còn đây là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, ông Danai. Những gương mặt sẽ ra quân trọng đình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: đội trưởng Thanh Thúy, phụ công Bích Thủy, đối chuyền Kiều Trinh, phụ công Nguyễn Thị Trinh, chuyền hai Lâm Oanh, chủ công Trần Tú Linh, cùng với libero Khánh Đăng. Như vậy là đội hình xuất phát của chúng ta cũng có những nét tương đồng so với trận đấu tại vòng bán kết trước Indonesia. Đây là trận chung kết SEA Games thứ 17 liên tiếp của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan. Và 13 trận chung kết liên tiếp gần đây thì người Thái đều giành thắng lợi một cách chóng vánh trước các đối thủ của mình. Trong đó đối thủ họ thường xuyên chạm trán chính là đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có 10 lần giành tấm huy chương bạc, và cả 10 lần đó chúng ta đều chạm trán Thái Lan trong trận đấu chung kết. 8 lần huy chương bạc liên tiếp từ năm 2001 cho tới 2015. Và gần đây là hai kỳ SEA Games 30-31, chúng ta cũng đều thua Thái Lan trong trận chung kết. Nhưng ngày hôm nay tất cả cổ động viên hy vọng chúng ta sẽ tạo nên lịch sử trong trận chung kết lần này. Liên tiếp những pha xử lý tốt của Kiều Trinh, và điểm đầu tiên đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Và ban huấn luyện của Thái Lan dường như vừa rút lại quyết định khiếu nại của mình. Nghĩ rằng Kiều Trinh đã chạm lưới, và như vậy là họ vẫn quyết định sử dụng quyền challenge. Lỗi của đối chuyền bên phía đội tuyển Việt Nam. Đó là một quyết định khiếu nại thành công của đội tuyển Thái Lan, và điểm đầu tiên thuộc về nhà đương kim vô địch. Pimpichaya sẽ phát bóng. Pha phối hợp đánh nhanh tốt của Nguyễn Thị Trinh, nhưng Thái Lan cũng phòng thủ rất hay. Tiếp tục là một tình huống tấn công ở vị trí số 3, nhưng lần này thì Nguyễn Thị Trinh đã đưa bóng ra ngoài sân. Chúng ta đang khởi đầu với một sự quyết tâm cao độ, nhưng dường như đang chưa gặp may. Đường chuyền vừa rồi của Lâm Oanh cũng hơi thấp so với tầm bật nhảy của Nguyễn Thị Trinh. 2-0 cho đội tuyển Thái Lan. Pimpichaya đang là một trong những mũi công có hiệu suất ghi điểm cao nhất bên phía đội tuyển Thái Lan ở kỳ SEA Games lần này. Nhưng số 16 vừa... Như vậy là trọng tài xác định bóng vẫn trong sân, 3-0 dành cho đội tuyển Thái Lan. Trước đó chúng ta có cảm giác bóng hơi đi ra ngoài, nhưng vẫn trong sân, chính xác là như vậy. Thái Lan đang nhập cuộc rất tập trung ngay từ những phút đầu. Lần này thì bóng ngoài rồi, và đã có điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Điểm số đầu tiên tưởng như chúng ta đã có được từ rất sớm, nhưng cũng phải khá vất vả thì đội tuyển Việt Nam mới có được một điểm trong trận đấu mở màn này. Không sao, đây sẽ là một sự mở màn dành cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết này. Thanh Thúy phát bóng. Phát bóng không qua lưới. Thanh Thúy luôn nỗ lực phát bóng tấn công nhằm phá bước một của đối thủ. Nhưng rõ ràng là trong những tình huống phát bóng tấn công thì nguy cơ phát hỏng cũng là tương đối cao. Phát bóng tấn công luôn là con dao hai lưỡi. Aisharapon phát bóng. Tú Linh. Hàng sau của Thanh Thúy. Tình huống đánh biên của Chatruon, nhưng chúng ta vẫn phòng thủ thành công. Trần Tú Linh. Tú Linh đã ghi điểm với cú đánh vừa rồi. Pha tấn công ở biên 4 của Tú Linh. 2-4. Chúng ta đã nhập cuộc hứng khởi ngay từ những phút đầu, mặc dù không gặp may. Nhưng lúc này thì đội tuyển Việt Nam cũng đã ghi được 2 điểm.
Những đánh sau đầu rất hay của đội tuyển Thái Lan, và đó là pha tấn công của Hattaya, một trong hai phúc công của đội tuyển Thái Lan. Ngày hôm nay thì đội tuyển Thái Lan đương nhiên sử dụng đội hình mạnh nhất của mình với ba mũi công lợi hại là Chatchuon, Pimpichaya và Aicharapon, cùng với hai phụ công đang thi đấu cho các câu lạc bộ tại Nhật Bản là Hattaya và Tháp Đao. Tú Linh bỏ nhỏ. Bỏ nhỏ khá tốt của Tú Linh nhưng đối phương phòng ngự cũng rất hay. Pha tấn công ở vị trí số 2. Chatchuon, Chatchuon. Như vậy là bóng đã chạm tay chắn. Bên phía Thái Lan họ có những mũi công rất lợi hại. Chatchuon và Aicharapon là những người đồng đội thi đấu cho câu lạc bộ ở Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với Pimpichaya, ba mũi công lợi hại nhất bên phía đội tuyển Thái Lan. Tất cả chúng ta đều hiểu Thái Lan mạnh hơn so với Việt Nam. Đội tuyển nữ Thái Lan có thứ hạng 15 trên bảng xếp hạng thế giới. Đẳng cấp về trình độ chuyên môn của họ đương nhiên là có sự chênh lệch so với phần còn lại của Đông Nam Á. Nhưng không vì thế mà chúng ta ngừng hy vọng. Việt Nam ngày hôm nay rõ ràng là đã nhập cuộc tập trung hơn rất nhiều so với trận đấu gặp Indonesia. Đánh biên Tú Linh. Của Tú Linh đã đưa bóng đi chạm tay chắn. 3-6 cho đội tuyển Việt Nam. Linh đang chơi tốt với những tình huống tấn công ở biên 4. Có thể thấy bước 1 của đội bạn rất hay. Mặc dù Kiều Trinh phát bóng tấn công, Thái Lan vẫn có những đường truyền rất ổn định trước khi đưa bóng ra biên cho Chatchuon. Ngày hôm nay thì người thi đấu ở vị trí chuyền 2 trong đường xuất phát của Thái Lan là Soraya, không còn là Sirima như trận bán kết nữa. Sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận đấu chung kết này. Giám biên lại xác định bóng đã chạm tay chắn. 8-3 dành cho đội tuyển Thái Lan. Đúng là bóng đã chạm tay chắn của Tú Linh. Thanh Thúy. Thanh Thúy đánh bóng ghi điểm ở tình huống vừa rồi. Ngày hôm qua thì Thanh Thúy đã tỏ ra rất mệt mỏi sau 5 set đấu với Indonesia. Nhưng đây là lúc mà tất cả đội tuyển nữ Việt Nam đang rất cần sự bùng nổ của Thanh Thúy. Phương lại tiếp tục sử dụng quyền khiếu nại. Trước đó họ đã khiếu nại thành công ngay ở điểm số đầu tiên. Lần này thì không thể thành công được nữa. Bóng đương nhiên là trong sân. Thái Lan mất một quyền khiếu nại sai trong set 1 này. Rất đông cổ động viên Việt Nam đã tới nhà thi đấu Olympic để cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ ngày hôm nay. Và các cô gái của chúng ta vẫn đang thi đấu rất tập trung. Cầu phát bóng của Tú Linh. Tú Linh phát bóng ra ngoài mất rồi. Rõ ràng trước một đối thủ mạnh như Thái Lan thì thầy trò viên Nguyễn Tuấn Kiệt đang phải đối mặt với một thách thức rất lớn. Đánh biên. Và xử lý và ghi điểm của đội trưởng Thanh Thúy. Chúng ta cần những đường truyền ổn định hơn từ phía Lâm Oanh. Tình huống mà Thanh Thúy vào đà cũng không đúng nhịp với đường truyền của Lâm Oanh. May mắn là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã sửa bóng tốt để ghi điểm. 5-9. Thái Lan phối hợp tấn công nhanh ở vị trí số 3 nhưng họ đánh bóng ra ngoài.
Khoảng cách giữa hai đội bây giờ là 3 điểm. Tình huống tấn công là của Phục Công Thát Đao, công sinh năm 1994 với chiều cao 1m85 và đang là cầu thủ cao nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên những con số đăng ký trên giấy tờ này nhiều khi có độ chính xác cũng không tuyệt đối. Bóng ra ngoài. Trọng tài người Nhật Bản xác định điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Pipichaya cũng ra dấu cho các đồng đội của mình rằng bóng không hề chạm tay chắn. Thái Lan đã mất một quyền khiếu nại sai rồi. Đánh biên. Nỗ lực cứu bóng thành công của đội tuyển Việt Nam. Lần này thì Tháp Đào đã ghi điểm với tình huống đánh lao ngắn của mình. Tháp Đào là phụ công đang thi đấu cho câu lạc bộ JT Marvelous, một trong những đội bóng mạnh của Nhật Bản. Bóng đã có những mùa giải liên tiếp giành ngôi vô địch ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền nữ Nhật Bản. Đó là tình huống đánh y của Pipichaya, cú đánh dọc biên với lực tốt của đối chuyền mang áo số 16. Bóng vẫn trong sân. Tình huống vừa rồi thì Tú Linh tưởng rằng bóng đã đi ra ngoài. Và phát bóng của Thác Đào thực sự là rất khó chịu. Dù không phải là những tình huống phát bóng tấn công, tình huống đứng phát bóng bay, nhưng quỹ đạo của trái bóng là rất khó lường. Nguyệt Anh đã vào sân để thay thế cho vị trí của Tú Linh. Sự thay đổi người đầu tiên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong trận này. Thánh Thúy. Bóng chạm tay chắn của chúng ta rồi. 13-7. Chúng ta đang chỉ có một Thanh Thúy với trình độ có thể nói là tiệm cận với những mũi công tốt nhất bên phía đội tuyển Thái Lan. Trong khi đó bên phía Thái Lan họ có quá nhiều mũi công lợi hại. Và phối hợp đánh nhanh thành công. Và đó là tình huống ghi điểm của Nguyễn Thị Trinh. Ở thời điểm hiện tại thì phụ công Nguyễn Thị Trinh vẫn đang là một trong những phụ công có khả năng đánh nhanh, đánh lao tốt nhất trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục đánh biên. Cơ tấn công dành cho Thanh Thúy. Thanh Thúy đập bóng rất mạnh, nhưng đối phương phòng thủ vẫn là tương đối hay. Nhưng ngay sau đó thì Kiều Trinh đã chia lửa cùng với Thanh Thúy. Một pha tấn công ở biên 4 và một tình huống tấn công sau đó ở vị trí số 2. Chúng ta đã có thêm một điểm nữa. Ngày hôm qua trong trận đấu với Indonesia thì Kiều Trinh cũng chơi tốt ở những phút đầu. Nhưng sau đó huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thấy rằng vị trí số 4 và số 2 của Indo tấn công quá mạnh, nên đã thay vị trí đối chuyền và đưa Đoàn Thị Xuân vào sân với ý đồ thực hiện những cú chắn bóng tốt hơn ở biên 4 và biên sau. Thanh Thúy. Bóng đã chạm tay chắn. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 10-14. Chúng ta đang thấy nét mặt của Thanh Thúy tươi tắn hơn rất nhiều so với trận đấu ngày hôm qua. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Ở trước trận đấu này thì tất cả đều cảm thấy rất lo lắng và thương cảm cho những nỗ lực của Thanh Thúy trong suốt 2 tuần vừa qua. Thanh Thúy hàng sau, cú đập bóng tuyệt vời của Trần Thị Thanh Thúy. 11-14 cho đội tuyển Việt Nam.
Pha tấn công từ sau vạch 3m không thể cản phá của đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam. Bóng xuyên qua hai tay chặt của Thái Lan. Đội bạn đang tấn công biên khá nhiều. Chắn bóng tốt và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống chắn đôi của Nguyễn Thị Trinh và có lẽ là cả Kiều Trinh nữa. Kiều Trinh vừa ngăn chặn thành công một trong những mũi công lợi hại của Thái Lan, Acharampong. Cầu thủ sinh năm 1995 với chiều cao 1m80, khả năng bật đà 3m10. Một trong hai vận động viên có khả năng bật đà tốt nhất bên phía đội tuyển Thái Lan. Khả năng bật chắn cũng là 3m02, cũng là một trong hai thông số tốt nhất bên phía đội tuyển Thái Lan cùng với Pipichaya. Sau khi mất điểm liên tiếp thì huấn luyện viên Danai đã phải xin quyền hội ý trong set đấu này. Mỗi set đấu thì mỗi đội bóng sẽ có hai lượt hội ý, mỗi lần hội ý kéo dài 30 giây. Và ở SEA Games chúng ta không có những lần hội ý kỹ thuật, technical timeout. Tiếp tục là cầu phát bóng của Thanh Thúy. Hàng sau. Nỗ lực phòng thủ rất đáng khen ngợi nhưng chúng ta đã không thể đưa bóng qua phần sân của đối phương. Bóng rút lưới sau tình huống chạm bóng cuối cùng của Kiều Trinh. Trong sân đó là điểm ace dành cho Acharampong. Cú phát bóng cực khó của chủ công mang áo số 18. Trong sân và chúng ta mất một quyền khiếu nại sai. Trận cho thấy tình huống phát bóng của Acharampong, bóng đi lắc lư rất khó chịu và khó đoán. Đã ăn vào đúng góc sân. Đối thủ đang ghi được nhiều điểm phát bóng hơn so với chúng ta. Không được rồi. Tiếp tục có điểm cho Thái Lan. Bắt bước một vừa rồi là của Khánh Đang. Khánh Đang tại ABC Club 2023. Giải đấu diễn ra cách đây hơn một tuần. Đã thi đấu rất hay và là libero xuất sắc nhất của giải đấu đó. Bóng ra ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 13-17. Khoảng cách giữa hai đội vẫn đang là 4 điểm. Thanh Liên đã được đưa vào sân thay thế cho vị trí của Khánh Đa. Đánh biên. Đó là cú đánh của Chatchuon. Thủ công Chatchuon sinh năm 1999 với chiều cao 1m80, khả năng bật đà là 3m02 và bật chắn là 2m98. Đánh của Nguyễn Anh. Đánh sau vạch 3m vừa rồi của Acharampong giúp cho Thái Lan có thêm một điểm nữa. Hàng chắn của chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn. Cả hệ thống phòng ngự cũng vậy khi đối phương có quá nhiều mũi công lợi hại. Lý Thị Luyến được đưa vào sân thay cho Bích Thủy. Xử lý bước một không thành công của Nguyễn Anh. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã phải sử dụng nốt quyền timeout của mình trong trận đấu mở màn này.
Tuấn Kiệt là một người có khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật tốt. Chúng ta cùng hy vọng những lượt hội ý như vừa rồi sẽ giúp cho đội tuyển Việt Nam lấy lại tinh thần cũng như giành lại thế trận. Chúng ta đã nhiều lần rơi vào tình cảnh khó khăn như thế này trong hai giải đấu liên tiếp là AVC Cup 2023 và SEA Games 32. Kiều Trinh, bóng ra ngoài và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đã chạm tay chắn của Thái Lan. Pha xử lý khôn ngoan của Kiều Trinh khi mà Chak Chuon và Tham Đào đã giáp chắn rất nhanh và tạo nên một hàng chắn rất cao ở tình huống vừa rồi. Hàng sau không được, tình huống vào đà không phù hợp của Thanh Thúy. Đối phương bỏ nhỏ rất khó chịu nhưng nỗ lực tuyệt vời của Kiều Trinh đã cứu được bóng. Chak Chuon, chúng ta có thể thấy được sự lợi hại của những tuyển thủ Thái Lan là như thế nào. Những người đã có kinh nghiệm thi đấu ở những sân chơi hàng đầu thế giới. Rất nhạy bén và tinh quái. Khả năng sửa bóng của Chak Chuon, Pipichaya và Acharapon cũng là rất tốt. Tấn công hàng sau. Đó là cú đập bóng của Thanh Thúy. Thái Lan có điểm thứ 22. Bóng ngoài sau tình huống tấn công vừa rồi của Lý Thị Luyến. Việt Nam quyết định khiếu nại. Không biết bóng đã chạm tay chắn hay chưa, chúng ta sẽ cần chờ đợi những hình ảnh từ một góc máy khác của công nghệ Video Challenge. Bóng đã chạm tay chắn rồi và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Một quyết định khiếu nại đúng đắn của đội tuyển Việt Nam, chúng ta có thêm một điểm nữa. Bây giờ tới lượt Nguyệt Anh phát bóng. 15-22. Tình huống bỏ nhỏ có thể nói là đẳng cấp của Chak Chuon. Bật đà, dừng trên không. Và sau đó là một pha xử lý tinh tế. Hàng chắn rất cao được Thanh Thúy và Lý Thị Luyến dựng nên. Đối phương không thực hiện một cú đập bóng. Thay vào đó là một tình huống bỏ nhỏ để ghi điểm. Thanh Thúy, bóng bạt chắn và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam chúng ta có 4 cầu thủ có khả năng bật đà hơn 3 mét. Trong đó người có sức bật tốt nhất theo những thông số hiện tại là Lý Thị Luyến. Một pha tấn công ở vị trí số 4 đánh chéo sân, uy lực của Acharapon. Sự là quá khó cho hàng chắn của đội tuyển Việt Nam để có thể theo tất cả các mũi công của Thái Lan. Hai mươi bốn 16 và cơ hội giành set point cho người Thái. Phát bóng ra ngoài đổi vào điểm cho Việt Nam. Vừa rồi là tình huống phát bóng của Thắt Đào và đương nhiên sau tình huống phát bóng vừa rồi thì phụng công này cũng sẽ rời sân để nhường lại vị trí cho libero. Lâm Oanh phát bóng. Vị trí số 2. Điểm dành cho đội tuyển Thái Lan và set đấu thứ nhất đã khép lại với phần thắng 25-17. Dành cho đội bóng đương kim vô địch.
là một trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng Thái Lan mạnh hơn chúng ta, đặc biệt là trong khả năng tấn công. Tình huống cuối cùng thì trọng tài đã bắt lỗi của Kiều Trinh. Tiếp tục là một thử thách cho đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu bán kết chúng ta cũng đã thua trước một xét trước Indonesia. Sau đó thì chúng ta có thắng lợi trong xét 2. Số cho xét đấu thứ nhất, mỗi đội bóng có một lượt khiếu nại sai. Tuyển Việt Nam sử dụng hai lần hội ý của mình trong xét đấu này, và chúng ta cũng thay hai vị trí. Sự thay đổi ở vị trí chủ công cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa mang lại hiệu quả, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi những sự điều chỉnh tiếp theo từ huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Đây là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng bất bại ở SEA Games năm nay. Đội tuyển Thái Lan thậm chí còn chưa để thua một set đấu nào. Và những thống kê cho thấy cũng chưa có bất cứ đội bóng nào ghi được tới 50 điểm trước Thái Lan ở SEA Games 32. Đội tuyển đã ghi được nhiều điểm nhất trước Thái Lan đó là Indonesia với 48 điểm trong 3 set đấu. Ở SEA Games lần này thì Thái Lan mang tới đội hình có độ tuổi trung bình là 27, độ tuổi trung bình cao nhất của Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023 ở môn nội dung bóng chuyền của nữ. Tuổi trung bình của đội tuyển Việt Nam lần này là 25. Thái Lan đang có một lứa vận động viên ở đội 9 với những cái tên như Acharapon, Chachuon, Pimpichaya, Thadao, Hattaya. Ở SEA Games lần này thì họ thiếu vắng một vị trí quan trọng, đó là chuyền hai Ponpun, người đã gặp chấn thương trong màu áo tại câu lạc bộ Rapid ở Romania. Tấn công đầu tiên của Vi Thị Như Quỳnh. Thay đổi của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong set đấu thứ hai này. Bóng chạm tay chắn của Hattaya nhưng vẫn rơi trong phần sân của đội tuyển Việt Nam. Đội tấn công dành cho chúng ta. Đó là cú đập bóng tốt của Kiều Trinh. Kiều Trinh đang là một trong những công có hiệu suất ghi điểm cao bên phía đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Một miếng đánh chiến thuật lao trước chồng sau của đội tuyển Việt Nam. Tiếp tục là Kiều Trinh ghi điểm, quá tuyệt vời Kiều Trinh. Cú đập cắm sàn của Hoàng Thị Kiều Trinh. 2-1 dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy chạm mép lưới. Thái Lan có những tình huống bỏ nhỏ vô cùng khó chịu. Một pha chạm bóng với nhãn quan chiến thuật và cảm giác bóng tốt của Chachuon. Tỷ số bây giờ là 2-2.
Lại là một miếng đánh chồng của đội tuyển Việt Nam, nhưng chúng ta chưa có thêm điểm. Thanh Thúy, bóng ra ngoài mất rồi. Đội tuyển Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại, hy vọng rằng bóng đã chạm tay chắn của Thái Lan. Có cảm giác bóng đã chạm tay chắn của truyền hai Soraya. Nhiều khả năng đây sẽ là một tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng hy vọng là như vậy. Dành cho đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam cũng mất đi một lượt khiếu nại sai trong trận đấu này. Acharapon phát bóng. Trong set 1 thì số 18 là một trong những cầu phát bóng khó chịu nhất với hàng thủ của chúng ta. Thanh Thúy, tình huống đánh bóng trên chắn của cầu thủ Thái Lan. Thái Lan có thêm những miếng đánh bay sau với tình huống kết thúc vừa rồi của Hatayan. Trước đây thì các phụ công của Việt Nam cũng có những miếng đánh như thế này, nhưng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang rất hiếm khi được chứng kiến những cú đánh bay sau, những tình huống một chân sau đầu của đội tuyển Việt Nam. Nhưng Kiều Trinh tiếp tục lên tiếng. Có lẽ cần đưa bóng cho Kiều Trinh nhiều hơn. Tỷ suất ghi điểm của Kiều Trinh đang là rất cao. Tiếp tục là một miếng phối hợp chiến thuật nhanh trước chồng sau của đội tuyển Việt Nam. Phòng thủ không thành công và đội tuyển Thái Lan có điểm thứ 5 trong set đấu này. Thanh Thúy chưa có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Bằng một cách nào đó Thái Lan đã phòng thủ được tình huống vừa rồi, nhưng họ cũng đã mắc lỗi ở pha tấn công của mình. Một trong những tình huống mắc lỗi hiếm hoi của Pipichaya ở giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có hai sự thay đổi ở vị trí đối truyền và truyền hai. Võ Thị Kim Thoa vào sân cùng với Đoàn Thị Xuân, Kiều Trinh và Lâm Oanh rời sân. Lần nữa Kiều Trinh đang ghi điểm tốt và được rút ra với mục đích để đội tuyển Việt Nam tăng cường khả năng chắn bóng. Đã có thêm một điểm nữa để san bằng tỷ số 5 đều với tình huống đánh biên của Trần Thị Thanh Thúy. Bây giờ thì khả năng tấn công của đội tuyển Việt Nam đang dồn lên vai của Thanh Thúy. Hy vọng những đường truyền của Kim Thoa sẽ thuận lợi cho Thanh Thúy. Cầu sau có sự xuất hiện của cả Vi Thị Như Quỳnh nữa. Kim Thoa vừa ghi một điểm trong tình huống phát bóng của mình. Lan xin quyền hội ý. Đây mới chỉ là lần thứ 3 trong trận đấu này chúng ta dẫn điểm trước Thái Lan.
30 giây hội ý của người Thái đã kết thúc. Tiếp tục là cầu phát bóng của chuyền hai Kim Thoa. Bóng trúng vào người của Thanh Thúy, rất đáng tiếc. Nếu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam né được đường bóng vừa rồi thì rất có thể bóng đã đi ra ngoài sân. Thêm một tình huống mà chúng ta thấy các mũi công của Thái Lan có kỹ năng sửa sai tốt như thế nào. Họ bắt bước một không tốt, chuyền hai cũng không thuận lợi nhưng sau đó vẫn ghi điểm. Đó là tình huống ghi điểm của Đoàn Thị Xuân. Các đối chuyền của chúng ta là những người thường có những miếng đánh chiến thuật với những tình huống đánh chồng và đánh len, cả Kiều Trinh và Đoàn Thị Xuân. Phòng thủ tốt, tiếp tục là nỗ lực phòng ngự rất đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam. Nhưng đây là cơ hội tấn công dành cho Thái Lan. Thác Đào đập bóng quá nhanh tay. Khi chúng ta để mắt tới Pimpichaya, tới Chatchuon và Acharapon thì những Thác Đào và Hataya lại là những người ghi điểm. Thanh Thúy và đập bóng rất mạnh từ hàng sau của Thanh Thúy, nhưng libero của Thái Lan vẫn phòng thủ thành công. Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Như Quỳnh, tiếp tục là Như Quỳnh đánh biên, bóng trong sân và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu khó khăn và chúng ta hy vọng những cái tên như Như Quỳnh có thể chia lửa cho đội trưởng Thanh Thúy. Bây giờ là cầu phát bóng của Lý Thị Luyến. Thông số mới nhất cho thấy Lý Thị Luyến là cầu thủ cao nhất tại giải đấu lần này với chiều cao 1m95, nhưng trên danh sách đăng ký vẫn đang là con số 1m90. Thác Đào tiếp tục ghi điểm ở vị trí số 3. Phụ công của Thái Lan đang chơi hiệu quả hơn chúng ta khá nhiều. Sau đầu Đoàn Thị Xuân, Đoàn Thị Xuân đập bóng tốt. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục vượt lên dẫn trước. Trận đấu thứ hai này thì chúng ta thường là đội bóng dẫn điểm trước Thái Lan. Kiều Trinh đã trở lại sân. Và cả Lâm Oanh nữa. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài, tỷ số được san bằng 9 đều. Đây là xét đấu mà đội tuyển Việt Nam đang chơi song phẳng với Thái Lan. Đội hình có thể nói là đúng chuẩn chiến thuật 5-1 với 5 mũi công lợi hại. Như Quỳnh, Như Quỳnh đập bóng tốt ở vị trí số 4. Và một lần nữa Việt Nam lại vươn lên dẫn trước. Liên tục là màn ăn miếng trả miếng giữa hai đội. Xứng đáng là trận đấu mà chúng ta đang rất chờ đợi. Cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch và đương kim Á quân. Giữa hai đội bóng bất bại ở SEA Games lần này. Cơ hội, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Và bây giờ thì chúng ta đã nới rộng được khoảng cách lên thành 2 điểm. Tận dụng sai lầm từ tình huống bắt bước 1 của đối phương, Thanh Thúy đã rất nhanh tay để ghi điểm. Như Quỳnh phát bóng, đúng phát bóng tấn công của Như Quỳnh. Làn xử lý không thành công. 12-9 dành cho đội tuyển Việt Nam.
Sự tự tin đang dần trở lại với các cầu thủ của chúng ta. Và niềm tin cũng đang lớn hơn dành cho người hâm mộ của đội tuyển Việt Nam. Thái Lan có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai. Sirima vào sân thay cho Soraya. Hàng sau. Đó là tình huống ghi điểm của Pimpichaya. Bóng đã chạm tay chắn của Thanh Thúy. Tại AVC Club 2023 thì Thanh Thúy là một trong những cầu thủ có khả năng chắn bóng tốt nhất ở cả giải đấu. Thanh Thúy đập bóng tốt ở biên 4. Bầu không khí tuyệt vời tại nhà thi đấu Olympic. Thanh Thúy và các đồng đội đang chơi rất hưng phấn ở set đấu thứ hai này. Chúng ta cần tiếp tục duy trì phong độ này. Nhưng sau đó thì Nguyễn Thị Trinh lại phát bóng ra ngoài. Có lẽ là nhanh sau chồng trước. Những đánh chiến thuật mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vừa chỉ đạo theo khẩu hình mà chúng tôi quan sát được. Thanh Thúy. Đập bóng quá mạnh của Thanh Thúy. Và tình huống vừa rồi thì Hataya đã không thể phòng thủ. 14-11 dành cho đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này chúng ta liên tục là những người dẫn điểm. Thanh Thúy gần như đã giữ sức trong suốt các trận đấu ở vòng bảng. Và đây là lúc chúng ta rất chờ đợi đội tuyển Việt Nam. Với đầu tàu là Thanh Thúy sẽ thi đấu bùng nổ trong trận đấu chung kết này. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là cần giành một set thắng trước Thái Lan. Câu chuyện có lẽ là sẽ tính từng set. Hàng sau, đó là cú đập bóng của Vi Thị Như Quỳnh nhưng đáng tiếc là bóng đã đi ra ngoài. Và tấn công trực diện với cú đập bóng rất mạnh của Như Quỳnh. 13-14. Sau tình huống bắt bước 1 của Lý Thị Luyến thì đối phương đã có cơ hội ghi điểm. Và Thát Đào thì không từ chối cơ hội đó. Số đang là cân bằng. Thanh Thúy lại là một pha đập bóng tốt nữa của đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ có khả năng bật đà 3m10, chỉ số ngang bằng với Pimpichaya và Acharapon, những người có khả năng và sức bật đà tốt nhất ở giải đấu lần này. 15-14 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Và phát bóng tấn công của Thanh Thúy. Bóng ra ngoài và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 16-14. Chúng ta có thể thấy được sự nhanh nhẹn của Thát Đào là như thế nào. Tưởng như bóng leo lưới và chúng ta đã ghi điểm ngay. Nhưng phụ công áo số 5 của Thái Lan vẫn kịp nhoài người cứu bóng. Sau đầu. Đó là tình huống chắn bóng của Vi Thị Như Quỳnh. Bóng đã chạm tay chắn của chủ công mang áo số 16 và đi ra ngoài. Vi Thị Như Quỳnh là người em út trong đội hình của đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Như Quỳnh tham dự sân chơi SEA Games. Như Quỳnh. Cậu tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy. Điểm dành cho chúng ta. Đó là
là pha tấn công sau vạch 3m của Trần Thị Thanh Thúy. Bóng chạm tay chắn của Asharapon. Khoảng cách 2 điểm đang được chúng ta duy trì. Và đối phương vừa sử dụng quyền khiếu đại cho pha bóng vừa rồi. Chắn bóng và bóng không đi qua lưới, nhưng họ khiếu nại về lỗi dẫm vạch. Điểm dành cho Thái Lan. Pha đập bóng rất tốt của Thanh Thúy, nhưng đáng tiếc là đội trưởng của chúng ta lại dẫm vạch. 16 đều. Điểm may mắn của đội tuyển Thái Lan sau tình huống phát bóng vừa rồi. Chúng ta dường như đang thiếu một chút may mắn trong trận đấu ngày hôm nay. Việt Nam đang chơi tốt trong set đấu thứ hai này. Chúng ta liên tục dẫn điểm và có thể nói là đang thi đấu sòng phẳng với đội bóng đã từng hai lần liên tiếp giành ngôi Á quân châu Á và 13 lần liên tiếp vô địch Đông Nam Á. Phát bóng không qua lưới. Ngay sau tình huống ghi điểm may mắn thì Chachuon mắc lỗi phát bóng. Đây là huấn luyện viên trưởng Danai, người có nickname là Duan, sinh năm 1970, hơn huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt 6 tuổi. Vị Thị Như Quỳnh. Khả năng phòng thủ bước 1 của Thái Lan là rất tốt. Những điểm đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Trọng tài bắt lỗi hai chạm của đội bóng áo đỏ. Với những lỗi dính bóng và hai chạm thì không thể khiếu nại. Chúng ta lại vượt lên 18-17. Chắn bóng tốt và 19-17 cho đội tuyển Việt Nam. Những chắn đôi thành công của Như Quỳnh và đồng đội. Thái Lan lại phải sử dụng quyền hội ý. Huấn luyện viên Danai dẫn dắt đội tuyển Thái Lan từ năm 2016 cho tới nay. Và với bóng chuyền nữ Thái Lan thì họ có xu hướng dùng các huấn luyện viên nội từ khoảng thời gian 1998 cho tới nay. Năm 2016 cũng là năm mà Thái Lan đã giành được tấm huy chương bạc tại giải đấu Montreal Volley Master được tổ chức tại Thụy Sĩ. Thành tích vô cùng ấn tượng trong số các danh hiệu của đội tuyển Thái Lan. Bóng đã chạm tay chắn của chúng ta và đi ra ngoài. 18-19. Như Quỳnh. Như Quỳnh đập bóng rúc lưới. Tỷ số được san bằng 19 đều.
Thanh Thúy hàng sau. Đập bóng rất mạnh của Thanh Thúy nhưng đối phương phòng ngự quá tốt. Tiếp tục là tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Đối phương đánh bóng ra ngoài và đó là pha kết thúc ở biên 4 của Aisha Lapon. Chúng ta lại tiếp tục vượt lên. Bóng lọt chắn nhưng đi ra ngoài. Lâm Oanh phát bóng. Đó là tình huống ghi điểm của Kiều Trinh. Ngày hôm nay Kiều Trinh tấn công quá hay. Có lẽ Kiều Trinh đang là người có hiệu suất ghi điểm cao nhất trong những tình huống tấn công của đội tuyển Việt Nam. Soraya trở lại. Thái Lan tiếp tục có sự thay đổi ở vị trí chuyền hai. Kiều Trinh. Và tấn công hàng sau của Thái Lan. Bóng ra ngoài và điểm thứ 22 dành cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một pha xử lý tương đối khó trong tình huống tấn công của đội tuyển Thái Lan. Pha xử lý của Chachuon. Nỗ lực đẩy bóng về phía cuối sân của chủ công mang áo số 19. Chắn bóng không thành công. Khả năng sửa bóng quá tốt của Pimpichaya. Mặc dù vừa rồi thì đối chuyền bằng áo số 16 nhận một đường chuyền không thuận lợi. Như Quỳnh, Như Quỳnh đập bóng tuyệt vời. Một cú đập sấm sét từ biên 4 của Vi Thị Như Quỳnh và 23-20 cho đội tuyển Việt Nam. Thúc với tình huống đánh bóng lách chắn và đầy uy lực của cô gái người Nghệ An. Nhưng Thái Lan vẫn duy trì khả năng xử lý rất tinh tế của mình với những tình huống gõ bóng lỏng tay, những cú bỏ nhỏ. Các mũi công họ có khả năng quan sát tốt và luôn nhìn thấy những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Darin vào sân để thay thế cho Aisha Lapon. Lần đầu tiên huấn luyện viên Danai thay đổi người ở vị trí chủ công. Phát đào cũng đã ra sân. Thanh Thúy. Và dứt điểm trên chắn của đội trưởng Thanh Thúy và chúng ta đang có 3 cơ hội để giành set point. Nỗ lực tuyệt vời của Thanh Thúy và các đồng đội. Một set đấu mà có thể nói chúng ta đang chơi nhỉnh hơn so với Thái Lan. Bây giờ là cầu phát bóng của Nguyễn Thị Trinh. Chachuon. Và cứu bóng bằng chân của Chachuon. Nhưng Thanh Thúy tận dụng tốt cơ hội vừa rồi để ghi điểm quyết định trong trận đấu thứ hai này và giúp cho đội tuyển Việt Nam san bằng tỷ số 1-1. Xứng đáng là những kỳ vùng địch thủ. Ở trận đấu thứ hai này chúng ta không những chơi sòng phẳng trước Thái Lan mà còn thường xuyên là đội bóng dẫn điểm. Và phần thắng dành cho đội tuyển Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng trong trận đấu thứ hai. Việt Nam thua 17-25 trong set đấu mở màn và thắng ngược ở set 2 với tỷ số 25-21. Sau hai set đấu thì tỷ số đang là 1-1.
Một trận đấu thực sự hấp dẫn. Và với những diễn biến này thì chúng ta cũng đang có nhiều hy vọng hơn về một cuộc lật đổ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Sau chiếc vô địch tại AVC Club 2023, huấn luyện trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đã chia sẻ rằng các cầu thủ của ông cũng đã gặp rất nhiều áp lực với sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ. Nhưng dù sao, những trải nghiệm tại Vĩnh Phúc vừa qua cũng mang tới những điều tích cực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chúng ta có cơ hội cọ sát với những đội bóng, những câu lạc bộ hàng đầu của châu lục. Và từ đó chúng ta có thêm niềm tin về khả năng có thể đánh bại những đối thủ lớn. Đây là những con số thống kê trong set đấu thứ hai. Thái Lan sử dụng cả hai lượt hội ý của mình. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thì có rất nhiều những sự thay đổi về chiến thuật trong đội hình. Diễn biến đáng chú ý trong hai set đấu đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút để tiếp tục đến với set đấu thứ ba, trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ tại SEA Games 32 giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Trận đấu đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh On Sport Cộng cùng các nền tảng thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Và cùng thời điểm này thì chúng tôi cũng đang có một luồng bình luận tương tác trên các kênh mạng xã hội gồm fanpage và YouTube trực tiếp bóng chuyền. Quý vị và các bạn có thể lựa chọn những phong cách bình luận khác nhau để có thể theo dõi theo sở thích của mình. Tình huống ghi điểm quyết định của Thanh Thúy trong set đấu thứ hai giúp cho đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi với tỷ số 25-21. Thanh Thúy và Kiều Trinh vẫn đang là những mũi công có hiệu suất ghi điểm cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Trong trận bán kết gặp Indonesia thì Thanh Thúy ghi được 30 điểm, cao nhất trận đấu. Trong đó có 28 lần ghi điểm tấn công. Tú Linh và Nguyễn Thị Trinh lần lượt ghi được 12 và 10 điểm. Ở phía bên kia thì Indonesia cũng góp mặt một gương mặt rất lợi hại trên hàng công, đó là đối chuyền Megawati, ghi được bằng số điểm với Thanh Thúy. Trong đó có 30 điểm. Trong 30 điểm đó có 26 lần tấn công. Trận đấu thứ 3 và chúng ta sẽ thi đấu bên phần sân B, phần sân bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn. Lâm Oanh phát bóng. Bóng trong sân, điểm thuộc về Thái Lan. Miếng đánh nhanh lợi hại của Nguyễn Thị Trinh. Trong trận đấu với Philippines, chúng ta có thể thấy Thái Lan cũng gặp khó trước những miếng đánh ở vị trí số 3 của các mũi phụ công bên phía đội tuyển Philippines. Và set 1 thì họ đã liên tục bị Philippines dẫn điểm. Nhưng ngay lập tức Thát Đào cũng đã đưa ra câu trả lời. Khai thác những miếng đánh nhanh có thể là một món đòn lợi hại dành cho đội tuyển Việt Nam nếu như chúng ta tổ chức tốt, khi đối phương đã hiểu quá rõ về Thanh Thúy và liên tục cử hàng chắn theo sát đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Lại là một cú đánh nhanh nữa của Nguyễn Thị Trinh. Đối phương đánh lao điều chỉnh của đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy tấn công ở vị trí số 2 và đó là Kiều Trinh. Tỷ số được san bằng 2-2. Hiệu suất ghi điểm tuyệt vời của Hoàng Thị Kiều Trinh, cô gái người Quảng Bình. Trong đội hình của đội tuyển Việt Nam thì có 3 cô gái quê Quảng Bình là Kiều Trinh, Nguyệt Anh và chuyền hai Lâm Oanh. Thanh Thúy bỏ nhỏ. Lại một lần nữa chúng ta thấy được sức dướn của Thái Lan tốt như thế nào.
Ngay sau đó đội tuyển Việt Nam đã không hiểu ý nhau trong nỗ lực phòng thủ vừa rồi. Rất đáng tiếc. Tưởng như trước đó chúng ta đã có điểm với pha bỏ nhỏ kỹ thuật của Thanh Thúy. Nhưng Acharapon quá hay. Không chỉ chơi tốt với khả năng tấn công mà cả phòng thủ nữa. Kiều Trinh vẫn tiếp tục là tình huống ghi điểm thành công của Hoàng Thị Kiều Trinh. Có lẽ vẫn cần đưa bóng cho Kiều Trinh nhiều hơn nữa khi mà Thanh Thúy đang bị đối phương theo sát. Tỷ số được săn bằng 3 đều. Tình huống bỏ nhỏ không thành công của Chatchuon. Chúng ta vươn lên dẫn trước. Đây là lúc mà chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra giống như xét đấu thứ hai. Kiều Trinh phát bóng tấn công. Hàng sau. Chắn bóng tốt và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được nâng lên 5-3 cho thầy trò huấn viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đó là tình huống chắn đôi của hai cầu thủ cao nhất tại giải đấu lần này. Trần Thị Thanh Thúy 1m93 và Lý Thị Luyến 1m95. Kiều Trinh vừa phát bóng rút lưới đổi vào điểm cho Thái Lan. Cần phải bình tĩnh lại, đó là những nhắc nhở của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Bỏ qua những tình huống đã mắc lỗi, tập trung hoàn toàn vào trận đấu này trong từng đường bóng. Ra ngoài, trọng tài xác định điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Có vẻ như Thái Lan đang muốn khiếu nại. Họ đã quyết định sử dụng quyền challenge. Bóng trong ngoài chứ không phải là khiếu nại cho những tình huống chạm tay chắn. Với video challenge eyes ở thời điểm hiện tại, với các góc máy được thiết lập thì các đội bóng sẽ có thể sử dụng 5 kiểu khiếu nại khác nhau, gồm có bóng trong ngoài, lỗi chạm lưới, bóng chạm tay chắn hay không, lỗi dẫm vạch và những tình huống xử lý bóng chạm cột anten. Bây giờ thì Thái Lan đang sử dụng quyền challenge in out, tức là bóng trong hay ngoài. Bóng vẫn trong sân. Khiếu nại thành công. Tỷ số đang là 5 đều. Rất căng thẳng. Hơi sát lưới, thật khó cho Thanh Thúy để có thể xử lý tốt ở tình huống vừa rồi. Cũng không thể trách Khánh Đăng. Ở tình huống vừa rồi thì libero của chúng ta phải đóng vai trò của một truyền hai. Sáu năm nghiêng về phía đội tuyển Thái Lan. Tình huống tấn công uy lực của Lý Thị Luyến. Ta cần nhiều hơn những pha thể hiện như vừa rồi của phụ công mặc áo số 22. Lý Thị Luyến là cầu thủ có chiều cao tốt nhưng rất cần cải thiện lực đánh của mình. Lý Thị Luyến vừa có một pha đập bóng tốt với tình huống chuyền bóng sau đầu. 6 đều cho đội tuyển Việt Nam. Bóng nhỏ rất khó chịu.
Như Quỳnh, Như Quỳnh đập bóng dọc biên rất hay. Tình huống đánh y tốt của Vi Thị Như Quỳnh giúp cho chúng ta vượt lên. Ngày hôm nay thì những cái tên như Như Quỳnh, như Kiều Trinh đều đang chia lửa rất tốt cho đội trưởng Thanh Thúy. Đây chính là điều mà chúng ta chờ đợi. Thanh Thúy phát bóng không qua lưới. Tỷ số là 7-7. Trận đấu vẫn đang căng như dây đàn. Hai đội bóng thi đấu cân tài cân sức và đang giành nhau từng điểm một. Bây giờ là cầu phát bóng của phụ công Hataya. Như Quỳnh, Thanh Thúy hàng sau. Đập bóng mạnh của Thanh Thúy và đối phương không cứu được bóng ở tình huống vừa rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta luôn có những cảm giác hồi hộp và dùng mình cho những tình huống chuyền bóng hàng sau của truyền hai Lâm Oanh. Có khá nhiều những tình huống chuyền bóng mà các mũi công của chúng ta không thể vào được đúng nhịp. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ được cải thiện. Cầu phát bóng của Lý Thị Luyến. Pha xử lý của Tháp Đao nhưng không thắng được hàng chắn của đội tuyển Việt Nam. Đó là tình huống block của Nguyễn Thị Trinh. Và bóng chắn rất tốt của phụ công bằng áo số 15. Vẫn phòng thủ thành công. Đánh biên. Đập bóng từ biên 4 của Chachuon. Không có cơ hội phòng thủ cho chúng ta ở tình huống này. Chuyền hai của Thái Lan, Soraya phát bóng. Tỷ số đang là 8-9. Và xử lý hai chuyền của Lâm Oanh. Cơ hội tấn công. Cơ hội ghi điểm dành cho Vi Thị Như Quỳnh. Nhưng đối phương chắn bóng tốt và sẽ bằng tỷ số 9-9. Một pha chắn đôi với sự góp mặt của Pim Pichaya. Đánh biên. Trọng tài số 1 người Nhật Bản xác định điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Bóng đã chạm tay chắn sau tình huống tấn công từ biên 4 của Như Quỳnh. 19. Lâm Oanh phát bóng. Không được. Tỷ số lại được san bằng 10-10. Quá cần tài cần sức. Nhưng những diễn biến này đang mang tới cho chúng ta nhiều hy vọng hơn. Như Quỳnh. Phòng thủ không thành công của Thanh Thúy và các đồng đội. Đối phương vừa có một miếng đánh chiến thuật với đường chuyền sau đầu. Bây giờ là cầu phát bóng của chủ công Chachuon. Hàng sau Thanh Thúy.
Cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Kiều Trinh, Kiều Trinh không thắng được tay chắn đối phương. Đó là tình huống chắn bóng ghi điểm của Acharapon. Chúng ta sử dụng khá nhiều miếng đánh chiến thuật trong đường bóng vừa rồi. Một tình huống đánh chồng của Kiều Trinh, một pha tấn công từ hàng sau của Thanh Thúy và cú đánh ở vị trí số 2 của Kiều Trinh, nhưng không thắng được hệ thống phòng thủ của Thái Lan. Đánh lao và trồng sau là những chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong quãng nghỉ hội ý 30 giây vừa rồi. Liên tục là những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật, các miếng đánh chiến thuật dành cho đội tuyển Việt Nam từ huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt. Xác định điểm dành cho Thái Lan. Cú đánh của Kiều Trinh đã đưa bóng ra ngoài sân. Cuối cùng thì chúng ta đã ngắt được mạch lên điểm của đối thủ. Đó là pha ghi điểm của Vi Thị Như Quỳnh. Từ chỗ dẫn trước 19, chúng ta để Thái Lan vượt lên dẫn 13-10. 4 điểm liên tiếp, trong đó có 3 điểm từ cầu phát bóng của Chatchuon. Nhưng bây giờ thì chúng ta đã ngắt được mạch lên điểm của đối phương. Đáng tiếc là ngay sau đó thì Như Quỳnh lại phát bóng ra ngoài. Cần phải chắc chiêu hơn trong từng đường bóng. Lúc này chúng ta đang bị Thái Lan dẫn trước 3 điểm. Bây giờ là cầu phát bóng của Tháp Đao. Tình huống giáp chắn tốt của đội tuyển Việt Nam. Tài xác định điểm dành cho các cô gái Việt Nam. 12-14. Đó là pha bóng mà có tới 2 cầu thủ Thái Lan đã chạm bóng. Pha đập bóng tốt của đội trưởng Thanh Thúy. Cách biệt được thu hẹp xuống còn 1 điểm. Thanh Thúy vẫn còn cơ hội tấn công dành cho đội tuyển Việt Nam. Kiều Trinh, bóng lọt chắn và sau đó chúng ta không phòng thủ thành công. Kiều Trinh có phản xạ rất nhanh nhưng cũng không thể cứu bóng trong tình huống vừa rồi. 15-13. Không được. Lỗi bước một của Thanh Thúy. Là một vận động viên tấn công. Tấn công mũi công chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Đương nhiên phòng thủ không phải là lợi thế của Thanh Thúy. Sau đầu đánh của Lý Thị Luyến. Thanh Thúy. Tiếp tục bóng được đưa tới vị trí của Thanh Thúy và lần này đội trưởng của đội tuyển Việt Nam đã ghi điểm. 14-16. Vẫn chưa thể nói trước được điều gì ở set đấu này. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm mà thôi. Và chúng ta đang thi đấu đầy quyết tâm.
Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa đã được sử dụng. Bên phía Thái Lan cũng thay vị trí chủ công, Garin trở lại sân để thay thế cho Chatchuon. Garin là chủ công sinh năm 1994 với chiều cao 1m71. Xử lý bước một không tốt của Thái Lan và cơ hội tấn công dành cho Thanh Thúy. Tiếp tục là Thanh Thúy, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Thêm một trận đấu rất mất sức với Thanh Thúy, nhưng có lẽ lúc này Thanh Thúy không nghĩ tới điều đó. Cô đang cố gắng hết sức mình để cùng với những người đồng đội viết tiếp lịch sử sau chức vô địch tại ABC Club 2023. Phút giây thực sự là rất hồi hộp với các cổ động viên Việt Nam. Có lẽ trên khán đài lúc này cũng có những cổ động viên đang cầu nguyện mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi hơn cho các cô gái của chúng ta trong những diễn biến tiếp theo. Trận đấu khó khăn nhất của đương kim vô địch Thái Lan kể từ giải đấu đầu giải đấu cho tới giờ. Lần đầu tiên họ để thua một set đấu. Và set đấu này mặc dù vẫn đang dẫn điểm, nhưng Thái Lan đã phải sử dụng quyền hội ý của mình. Kim Thoa tiếp tục phát bóng. Đánh biên, chắn bóng tốt và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số được san bằng 16 đều. Chúng ta đang chơi ổn cả trong khâu phòng thủ lẫn tấn công. Chuyên gia block của đội tuyển Việt Nam Đoàn Thị Xuân như thường lệ. Darin có lẽ chưa phải là một mũi công có thể gây khó khăn cho khả năng chắn bóng của Đoàn Thị Xuân. Hanacha sẽ được sử dụng từ băng ghế dự bị. Cùng với đó là sự thay đổi người ở vị trí chuyền hai của đội tuyển Thái Lan. Mũi công lợi hại Pim Pichaya được rút ra để nghỉ ngơi. Hai sự thay đổi người của huấn luyện viên Danai ở vị trí chuyền 2 và đối chuyền. Bóng lọt chắn. Đó là tình huống ghi điểm ở vị trí số 2 của Aisha Rapon. Cùng với Pim Pichaya thì Aisha Rapon đang là cầu thủ thi đấu với thời gian nhiều nhất trên sân của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu này. Hắn đang phòng thủ tốt. Thanh Thúy, bóng vẫn trong sân, đương nhiên là như vậy. Tỷ số được san bằng 17 đều. Một pha bóng hú vía khi trước đó bước một của chúng ta đã mắc lỗi. Nhưng nỗ lực phòng thủ tuyệt vời của Khánh Đang đã mở ra cơ hội cho Thanh Thúy với cú đánh y vừa rồi. Tỷ số lại là cân bằng. Đội trưởng Thanh Thúy phát bóng. Không được. Đối phương tổ chức tấn công hay. Người vừa ghi điểm có lẽ là Thanacha. Ta mắc lỗi bước một. 19-17. Cần phải tập trung hơn nữa. Đối phương đang chủ động phát bóng vào vị trí của Thanh Thúy. Đây là điều mà chúng ta cũng thường chứng kiến ở ABC Club vừa qua. Đó là tình huống đánh biên của Darin. Thanh Thúy hàng sau, tuyệt vời Thanh Thúy. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 18-19.
những cú đập bóng đẳng cấp từ sau vạch 3m của đội trưởng Thanh Thủy. Tú Linh đã trở lại sân để cải thiện bước một cho đội tuyển Việt Nam cũng như là khả năng chắn bóng. Đó là pha ghi điểm của đội tuyển Thái Lan với tình huống tấn công ở vị trí số 2. Đối chuyền Thanacha sau khi vào sân đã liên tiếp ghi điểm cho đội tuyển Thái Lan. Thanacha là đối chuyền sinh năm 2000 với chiều cao 1m80. Bỏ nhỏ, chắc chắn có điểm cho đội tuyển Việt Nam. Pha xử lý quá thông minh của Thanh Thúy. 19-20, khoảng cách là rất xít sao. Kiều Trinh trở lại, Lâm Oanh được thay ra. Như vậy là có những hiển thị sai ở tình huống vừa rồi. Lâm Oanh trở lại sân và Kim Thoa rời sân. Kiều Trinh cũng trở lại. Nỗ lực phòng thủ không thành công của các cô gái Việt Nam. Đối phương dẫn trước với khoảng cách 2 điểm. Đánh nhanh của Thái Lan, mũi công tháp đào vẫn rất lợi hại ở khu vực giữa lưới. Người phát bóng bây giờ là Darin. Phát bóng ra ngoài, đổi vào điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Có lẽ đây là một trong những trận đấu mà chúng ta chơi sòng phẳng nhất với đội tuyển Thái Lan kể từ trước cho tới giờ. Chắn bóng tốt và chúng ta san bằng tỷ số 21-21. Tình huống chắn bóng ghi điểm của Hoàng Thị Kiều Trinh. Kiều Trinh đang thi đấu rất toàn diện trong trận đấu ngày hôm nay, cả trong khả năng tấn công cũng như phòng thủ. Soraya trở lại để thay thế cho Sirima. Phòng thủ thành công. Thanh Thúy. Thanh Thúy ghi điểm và Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 22-21. Thời điểm rất nhạy cảm của set đấu và bây giờ Việt Nam của chúng ta đã vượt lên. Pha tấn công vào vị trí của Acharapon. Và Thái Lan phải sử dụng nốt quyền khiếu nại của mình trong set đấu này, set đấu thứ 3. Như Quỳnh tiếp tục phát bóng. Phát bóng an toàn của Như Quỳnh. Chắn bóng tốt. Cơ hội Thanh Thúy. Đối phương tấn công từ biên 4 và Acharapon đã ghi điểm để san bằng tỷ số 22-22. Trên chắn của Acharapon. Cầu phát bóng của Tháp Đao. Nguyễn Thị Trinh đánh nhanh và chúng ta có thêm một điểm nữa. Một lần nữa Việt Nam lại vượt lên. Chúng ta đang không nhìn thấy sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay.
đội tuyển Việt Nam đang thi đấu song phẳng với người Thái. Ấn tượng ở vị trí số 2 của Thái Lan. Tỷ số lại được cân bằng. Đó là tình huống đập bóng quen thuộc của Pimpichaya. Số 16 sẽ phát bóng. Chúng ta lỗi bước 1 và đối phương đã tận dụng được cơ hội ở tình huống vừa rồi. Một điểm số rất quan trọng cho Thái Lan ở thời điểm này. Một vẫn luôn là điểm yếu cố hữu của nền bóng chuyền Việt Nam, đặc biệt là các cầu thủ nữ. Còn thi đấu thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng là một truyền hai rất đẳng cấp. Do đó những miếng đánh chiến thuật là điều mà huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có thể giúp cho các học trò cải thiện mỗi ngày. Thanh Thúy, tỷ số được xếp bằng 24-24. Chúng ta vừa cứu thành công một set point. Đánh bạt chắn của đội trưởng Thanh Thúy. Đối phương vừa có một pha tấn công tốt với đường bóng của Pimpichaya. Và lần thứ hai trong set đấu này Thái Lan có cơ hội giành điểm quyết định. Bóng ngoài 25-25. Tuyệt vời các cô gái Việt Nam. Những thành công hai set point. Đây là set đấu bản lề của trận đấu. Đội bóng nào giành thắng lợi sẽ có cơ hội lớn để có thể giành chức vô địch. Thanh Thúy phát bóng. Tấn công hàng sau không đúng nhịp của đối thủ. Và bây giờ là Thanh Thúy, bóng trong sân, 26-25. Và lần đầu tiên chúng ta có cơ hội giành set point trong trận đấu thứ 3 này. Tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cô gái Việt Nam. Tư thế liên tục bị đối phương dẫn trước và đối mặt với hai set point, nhưng chúng ta đều đã cứu thành công. Và bây giờ là những người có cơ hội vươn lên dẫn trước. Đội trưởng Thanh Thúy tiếp tục phát bóng. Phương tấn công rất mạnh với tình huống kết thúc của Darin. Và 26-26. Set đấu căng thẳng và hấp dẫn nhất kể từ đầu trận đấu cho tới giờ, và cũng là hấp dẫn nhất ở SEA Games lần này. Cầu phát bóng của Hataya. Như Quỳnh đập bóng rất mạnh. Và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 27-26. Tiếp tục là cơ hội giành set point cho đội bóng của chúng ta. Đây là cơ hội. Thanh Thúy bỏ nhỏ, vẫn chưa có điểm. Chắn bóng tốt. Tiếp tục chắn bóng tốt.
bóng trong sân. Thái Lan cũng rất kiên cường. Hai lần đối mặt với set point họ cũng đã cứu thành công. 27 đều. Quá căng thẳng, kịch tính và vô cùng hấp dẫn. Cú phát bóng của chuyền hai Soraya. Khánh Thúy đập bóng rất mạnh từ sau vạch 3m và ở tình huống vừa rồi thì Aicharapon không thể phòng thủ. Và ghi điểm đẳng cấp của đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Dẫu cho trước đó những đường truyền của các đồng đội có thể nói là không thuận lợi, đặc biệt là trong pha bắt bước 1 của đội tuyển Việt Nam, nhưng Khánh Thúy là người đã sửa sai cho các đồng đội của mình. Lần thứ 3 trong trận đấu này chúng ta có cơ hội giành thắng lợi. Cố lên các cô gái Việt Nam. Thái Lan vẫn tấn công rất ấn tượng với những miếng đánh nhanh của mình ở vị trí số 3. Thật khó để ngăn cản Thát Đao ghi điểm với những cú đánh như thế này. Số một lần nữa lại được cân bằng. 28 đều. Bóng ngoài. 29-28. Đây có thể sẽ là khoảnh khắc mang tới bước ngoặt ở trận đấu này. Darin phát bóng ra ngoài rất xa và thêm một cơ hội để cho đội tuyển Việt Nam có thể giành set point. Chúng ta cần phải tận dụng tốt thời cơ này. Đối phương đang mất tinh thần sau tình huống phát bóng lỗi vừa rồi. Nhưng lại là Thát Đao. Vẫn là Thát Đao. Liên tục cứu thành công set point cho đội tuyển Thái Lan. Phát bóng ra ngoài. Đây sẽ là cơ hội thứ 5 để giành set point cho đội tuyển của chúng ta trong trận đấu này. Thát Đao rời sân rồi. Phát bóng lỗi. Và đương nhiên người vào thay vị trí là Libero bên phía đội tuyển Thái Lan. Khi các phụ công ở cầu dưới phát bóng xong thì sẽ được thay ra. Chúng ta mất đi một triệt tiêu được một nỗi lo nhưng vẫn còn đó hát tay à. Các phụ công của Thái Lan thực sự là rất đẳng cấp. 30 đều. Bảy cơ hội giành set point tổng cộng nhưng chưa đội bóng nào tận dụng được. Nỗ lực xử lý bước 1 không thành công. Và bây giờ thì cơ hội thuộc về Thái Lan. 31-30. Phát bóng ngắn rất khó chịu của Pimpichaya. Trận đấu đã thuộc về người Thái. Một trận đấu vô cùng căng thẳng và kịch tính. Nhưng cuối cùng thì Thái Lan là những người đã tận dụng được cơ hội để giành thắng lợi với tỷ số 32-30. Đã mắc lỗi bước 1 ở hai thời điểm cuối cùng của trận đấu này. Và bây giờ Thái Lan một lần nữa lại vượt lên dẫn trước. Hai trận đấu liên tiếp ở vòng bán kết và trận chung kết ngày hôm nay, chúng ta đều đối mặt với những trận đấu bị đối thủ dẫn trước. Ngày hôm qua Indonesia đã dẫn trước đội tuyển Việt Nam hai lần, nhưng cũng hai lần chúng ta san bằng cách biệt và giành thắng lợi ở trận đấu quyết định, trận đấu thứ 5. Thông số hiển thị trên màn hình lúc này cũng đã lý giải cho một trận đấu hấp dẫn và kịch tính như thế nào. 32-30. Tổng cộng 62 điểm được ghi. Hai đội sử dụng hết quyền hội ý của mình.
Việt Nam cũng sử dụng tối đa lượt thay người trong set đấu thứ ba, còn Thái Lan thì cũng chỉ giữ lại một lượt thay người thôi. Phần thắng dành cho đội bóng đương kim vô địch. Và lúc này thì họ đang tạm dẫn với tỷ số 2-1 sau hơn 1:30 thi đấu. Trận đấu song phẳng và cân tài cân sức giữa hai đội bóng. Một chút đáng tiếc khi ở set đấu vừa rồi, chúng ta đã có tới 5 cơ hội để giành set point. Thái Lan chơi quá tốt với những tình huống tấn công ở vị trí số 3. Trong trận đấu cách đây hơn một tuần, trước một đại diện của Thái Lan là câu lạc bộ Diamond Foot, đội bóng cũng có 4 tuyển thủ thi đấu cho Thái Lan ở Nations League năm 2022. Cùng sự góp mặt của truyền hai huyền thoại Nusara, chúng ta thậm chí còn rơi vào tình cảnh ngặt nghèo hơn khi bị đối phương dẫn trước 2 set. Nhưng các cô gái Việt Nam đã làm nên một màn lội ngược dòng ngoạn mục và thắng đối thủ với tỷ số 3-2. Bản lĩnh của Thanh Thúy và các đồng đội đã được chui rèn sau rất nhiều những trận đấu khó khăn. Và ngày hôm nay người hâm mộ Việt Nam hy vọng một lần nữa bản lĩnh đó sẽ được thể hiện trong trận đấu chung kết này. Chúng ta chơi tốt không kém gì so với đối thủ, mặc dù Thái Lan sở hữu những cá nhân xuất sắc hơn, đặc biệt là sự khác biệt ở vị trí phụ cập. Nhưng trận đấu thứ 3 thì họ cũng đã có những khoảnh khắc thực sự là hú vía. Nhưng bản lĩnh của Thái Lan đã được thể hiện. Bây giờ sẽ là lúc mà đội tuyển Việt Nam cần phải đưa ra câu trả lời. Ở set đấu thứ 4 này chúng ta sẽ thi đấu bên phần sân A, phần sân bên tay trái màn hình của quý vị và các bạn. Thanh Thúy, Kiều Trinh. Hai mũi công có hiệu quả, hiệu suất cao nhất ở trận đấu này vẫn đang góp mặt trên sân. Đương nhiên là như vậy. Đường chuyền ra biên cho Vi Thị Như Quỳnh. Điểm đầu tiên của set đấu này đã thuộc về Thái Lan. Kim Pi Chaya tấn công tốt và phòng thủ cũng rất hay. Đánh vừa rồi là của Nguyễn Thị Trinh, bóng đã chạm tay chắn mất rồi. Chúng ta đang xuất phát trong set đấu thứ tư này với cầu hai mũi. Sau đầu, pha ghi điểm của Kiều Trinh. Vẫn đang là hiệu suất ghi điểm rất cao của đối chuyền mang áo số 11. Như Quỳnh phát bóng không qua lưới. Quan sát tốt của Kiều Trinh nhưng đáng tiếc là bóng lại đi ra ngoài trong gang tấc mà thôi. Nỗ lực đưa bóng về góc sân, đánh bóng vào vị trí số 5. Một lần nữa Kiều Trinh lại ghi điểm. Cú đánh từ vị trí số 2 của Kiều Trinh rất uy lực.
Nguyễn Thị Trinh phát bóng. Thanh Thúy. Thanh Thúy đánh bóng ra ngoài. Thể lực của Thanh Thúy đã bị bào mòn rất nhiều sau giải đấu tại ABC Club vừa qua. Người thi đấu nhiều nhất ở trên sân và cũng được nhồi bóng nhiều nhất. Vẫn là Hoàng Thị Kiều Trinh với những miếng đánh sau đầu rất đẹp mắt. Cách biệt được thu hẹp, tỷ số bây giờ là 3-5. Thanh Thúy. Có lỗi của Thanh Thúy trong tình huống vừa rồi, có lẽ là như vậy. Một cú đánh đưa bóng đi chạm cột anten, tính là một pha bóng ngoài. Tấn công hàng sau không được, đó là pha xử lý của Vi Thị Như Quỳnh. Tỷ số là 7-3 nghiêng về phía Thái Lan. Chúng ta cần phải siết lại đội hình cũng như tâm lý thi đấu ở thời điểm này. Yếu tố tâm lý. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu ban đầu đề ra ở SEA Games lần này, nhưng bây giờ có thể đạt một cột mốc mới cho bóng chuyền Việt Nam. Và xử lý bước một không thành công của Thanh Thúy. Đối phương vẫn phát bóng nhắm tới vị trí của đội trưởng bên phía đội tuyển Việt Nam. Liên tục là những tình huống lỗi bước một của chúng ta. Thái Lan cũng có những giây phút chệch choạc với những pha xử lý bước một của mình, nhưng họ rất nhanh chóng để có thể điều chỉnh. Đó có thể nói là một trong những sự khác biệt của đội bóng đang đứng ở hạng 15 thế giới trên bảng xếp hạng của FIVB. Hàng sau, đánh của Kiều Trinh bóng đi rúc lưới. Cách biệt đang nới rộng trong set đấu thứ tư này. Chúng ta đã thi đấu với sự tập trung cao độ trong set đấu thứ ba, nhưng sau khi để thua ở một set đấu căng thẳng và có rất nhiều cơ hội để vươn lên, dường như tâm lý của cầu thủ đang bị ảnh hưởng. Thanh Thúy vừa ghi lại một điểm rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Đánh chéo sân từ biên 4 của chủ công áo số 3. Tình huống chắn bóng tốt và chúng ta có thêm một điểm nữa. Đánh rất mạnh từ biên 4 của Thái Lan.
nhưng cầu thủ Việt Nam cũng giáp chắn rất nhanh. Thanh Thúy phát bóng không qua lưới. Tú Linh. Đây là những miếng đánh tốt ở vị trí số 3 của Thái Lan. Có thể thấy đây chính là một trong những sự khác biệt giữa hai đội bóng. Làm khai thác rất tốt những mũi công ở vị trí số 3. Chúng ta thì chưa làm được như vậy. Tuấn Kiệt đang yêu cầu các học trò cần phải tập trung hơn nữa, không được phép bỏ chắn trong những tình huống tổ chức tấn công của đối phương. Các chuyền hai của Thái Lan cũng có khả năng quan sát tốt với khả năng chuyền bóng lừa chắn của mình, dù đây chưa phải là chuyền hai tốt nhất của Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Bóng ngoài, điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Cú đánh ở biên 4 đưa bóng ra ngoài rất xa. Đương nhiên là bóng không chạm tay chặt. 6-12. Xử lý quá tốt của Hataya. Chuyền cũng không thực sự thuận lợi, nhưng Hataya có đủ sự tinh tế để ghi điểm với pha bóng vừa rồi. 13-6. Bước một không thành công. Thái Lan có thêm một điểm nữa, đang tạo ra cách biệt lớn nhất kể từ đầu trận đấu cho tới giờ trước đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ của chúng ta đã có phần hụt hẫng sau khi thua ở set 3 vừa rồi. Điều đó là không thể tránh khỏi. Một trận đấu căng thẳng, kịch tính, với những cơ hội có thể vượt lên nhưng chúng ta đã bỏ lỡ, rất đáng tiếc. Chắn bóng tốt và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. 7-14. Vẫn cần phải tiếp tục hy vọng. Hướng block của chuyền hai Lâm Oanh. Tiếp tục là một tình huống chắn bóng thành công của đội tuyển Việt Nam. Lần này có lẽ người ghi điểm là Nguyễn Thị Trinh. Ở ABC Club 2023, những con số khá bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam của chúng ta dưới cái tên Sport Center One là những người chắn bóng tốt nhất ở giải đấu. Hơi ngửa người của Kiều Trinh và bóng đã đi ra ngoài.
Thanh Thúy đặt bóng không qua lưới. Thanh Thúy và các đồng đội dường như đã dồn hết sức mình vào trận đấu thứ ba vừa rồi. Thật sự là tiếc nuối khi chúng ta không có được phần thắng trong trận đấu đó. Tấn công nhanh của Nguyễn Thị Trinh. Đó là cú đánh của Kiều Trinh. Đối phương phòng ngự rất tốt. Như Quỳnh, Như Quỳnh đã ghi được. Như Quỳnh là cầu thủ có kỹ năng tấn công xa lưới tốt. Những cú đập bóng của Như Quỳnh thường có lực tương đối mạnh, và nếu bóng chạm tay chắn thì sẽ văng đi rất xa. Phòng thủ bước 1-0 thành công. Thái Lan có điểm thứ 17 trong trận đấu này. Sharapon được rút ra. Warisara là người vào sân thay thế. Đây là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Tình huống block tốt với pha tấn công ở vị trí số 2 của đối phương. Trà Giang vào sân từ băng ghế dự bị vì SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp của Đinh Thị Trà Giang. 5 lần cô đã góp mặt ở các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. 18-10 dành cho đội tuyển Thái Lan. Trà Giang và Thanh Thúy đều là những vận động viên đã trải qua 5 kỳ SEA Games cho tới thời điểm này. Trong đó Thanh Thúy thì thi đấu liên tục, còn Trà Giang có quãng gián đoạn trong vòng 8 năm. Cú phát bóng của Tháp Đao. Tấn công biên. Cú đập bóng rất mạnh từ biên sau của Kiều Trinh. Kiều Trinh vẫn đang duy trì được lực tấn công tốt cho tới thời điểm này. Bây giờ tới lượt Kim Thoa phát bóng. Ta đang có 2-2 ở trên sân. Thanh Thúy. Điểm dành cho đội tuyển Thái Lan. Cuộc tấn công sau vạch 3m thành công của họ. Vẫn trong sân. Đó là cú đánh của Warisara, cầu thủ sinh năm 2005, năm nay mới 18 tuổi. Cầu thủ trẻ tuổi nhất trong đội hình của đội tuyển Thái Lan. Thái Lan cũng đã đưa những nhân tố trẻ của mình vào sân để có thể cọ sát tích lũy kinh nghiệm, sau khi họ đang có một thế trận có lợi trước đội tuyển Việt Nam. Phát bóng ra ngoài. Cú phát bóng vừa rồi là của chuyền hai Sirima. Nếu như Ponpun không chấn thương thì nhiều khả năng Sirima cũng không có tên trong danh sách của Thái Lan tham dự SEA Games lần này.
Mạnh Thúy phát bóng ăn điểm. Bóng đã leo lưới ở tình huống vừa rồi. 13-19. Trọng tài đã bắt lỗi lưới của Thái Lan. Có thêm một điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Quyết định khiếu nại. Người bị bắt lỗi là truyền hai Sirima. Có lỗi rồi, khiếu nại không thành công. Và điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà sau đó Thanh Thúy của chúng ta cũng phát bóng không qua lưới. Thanh Thúy đã rất mệt rồi nhưng vẫn đang rất cố gắng để đứng trên sân, trọng trách cùng các đồng đội của mình. Asharapon đã trở lại sân. Vũ công trẻ tuổi Warisara được rút ra. Đập bóng rất tốt của Vi Thị Như Quỳnh. 15-20. Bất kể kết quả có như thế nào thì đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay cũng chơi quá hay. Sự nỗ lực và quả cảm của đội tuyển Việt Nam đang tạo ra rất nhiều khó khăn cho đương kim vô địch Thái Lan. Sau đầu, tình huống bỏ nhỏ của Thái Lan thực sự là rất khó chịu. Đó là pha xử lý của Thanacha. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Lâm Oanh vừa có một tình huống xử lý hai chuyền. Ở ABC Club thì Lâm Oanh thường có những pha ghi điểm mang tới bước ngoặt của trận đấu. Cầu phát bóng của Lâm Oanh. Hiếu Trinh. Pha bỏ nhỏ vừa rồi là của Acharapon, cơ hội dành cho Thanh Thúy. Tình huống vào đà không đúng nhịp với pha tấn công hàng sau của Thái Lan. Đây là Kiều Trinh. Trọng tài bắt lỗi lưới của Thái Lan và chúng ta có thêm một điểm nữa. 17-21. Tài số 2 đã bắt lỗi chính xác. Sau đầu, tấn công quá tốt của số 21 Tanacha. Huấn luyện năm nay mới 23 tuổi. Thái Lan liên tục sản sinh ra những lứa cầu thủ mới với chất lượng chuyên môn cao. Sau khi những huyền thoại của bóng chuyền Thái Lan đồng loạt giải nghệ, trong đó có Nusara, có Onuma, Sitirak, thì những người đàn em như Acharapon, như Chachuon và Pimpichaya
nhanh chóng trở thành những trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan. Bóng chạm tay chắn và đi ra ngoài. Điểm thứ 18 dành cho đội tuyển Việt Nam. Matic được đánh giá là yếu nhất của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu lần này. Theo giới chuyên môn có lẽ chỉ là vị trí truyền hai. Chắn bóng tốt, đó là tình huống chắn đôi của Nguyễn Thị Trinh và Hoàng Thị Kiều Trinh. Chúng ta đang liên tiếp ghi điểm. Và đối phương đã phải xin quyền hội ý. Cứu bóng thành công. Và ngay sau đó là một tình huống phòng thủ trên lưới tốt của đội tuyển Việt Nam. 20-22. Hy vọng lại nhen nhóm trở lại. Đội trưởng của Thái Lan đó là Pianut đang khiếu nại với trọng tài người Nhật Bản. Tôi cho rằng Lâm Oanh đã mắc lỗi hai chạm. Điểm dành cho đội tuyển Việt Nam. Phát bóng ra ngoài mất rồi. Đó là tình huống mắc lỗi của Như Quỳnh. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò của mình vẫn đang mong đợi có một lần có thể lật đổ được Thái Lan. Điểm thứ 24 dành cho Thái Lan. Và họ có 4 cơ hội giành match point. Thanh Thúy. Bóng trong sân. Chúng ta cứu thành công một match point. Dù đã rất mệt rồi nhưng Thanh Thúy vẫn đang rất quyết tâm trong từng đường bóng. Nghị lực phi thường của cô gái người Bình Dương. Đối phương vừa kết thúc trận đấu với một tình huống tấn công nhanh ở vị trí số 3. Thái Lan giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Trong đó tỷ số các set lần lượt là 25-17, 21-25, 32-30 và 25-21. Trận đấu khó khăn nhất của Thái Lan kể từ giải đấu cho tới giờ. Và có lẽ cũng là một trong những lần khó khăn nhất khi Thái Lan đối đầu với Việt Nam. Nhưng sau cùng thì đội bóng